Bài thể dục nam khối 10 gồm 16 động tác. Động tác 1, dầm chân tại chỗ. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1, co chân trái lên rồi hạ xuống, chạm đất. Đồng thời tay phải đưa ra trước, gập cẳng tay. Tay trái đưa sát thân ra sau. Cẳng tay hơi thả lỏng, hai bàn tay nắm hờ, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, co chân phải lên rồi hạ xuống, chạm đất. Đồng thời tay trái đưa ra trước, gập cẳng tay. Tay phải đưa sát thân ra sau. Cẳng tay hơi thả lỏng, hai bàn tay nắm hờ, thân thẳng, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, 5, 7 như nhịp 1. Nhịp 4, 6, 8 như nhịp 2. Riêng nhịp 8 lần 2 về tư thế chuẩn bị, hai tay gập trên vai. Động tác 2, tay chân kết hợp với di chuyển. Tư thế chuẩn bị như tư thế kết thúc của động tác 1. 8 nhịp lần 1 và 3 di chuyển tiến lên. Nhịp 1, bước chân trái lên một bước, tì bằng mũi chân, khuỷu gối, hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2, thu chân trái về, trọng tâm dồn về hai chân, hai tay gập ở khuỷu, các ngón tay đặt trên vai. Nhịp 3, như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4, như nhịp 2. Nhịp 5, khuỷu gối phải, trọng tâm dồn về chân phải, đồng thời đưa chân trái sang trái và tay trái giơ ngang. Bàn tay sấp, gập tay phải trước ngực, bàn tay sấp. Nhịp 6, thu chân trái và hạ tay về tư thế cơ bản. Nhịp 7, như nhịp 5 nhưng đổi chân và tay. Nhịp 8, như nhịp 6. 8 nhịp lần 2 và 4, di chuyển lùi. Động tác 3, tay, ngực, di chuyển sang ngang. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. 8 nhịp lần 1 và 3, bước chân trái. Nhịp 1, nhún gối, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nhịp 2, bước chân trái sang trái, rộng bằng vai. Hai tay đưa từ dưới ra trước, lên cao, bàn tay hướng trước. Nhịp 3, nhún gối, tay giữ như nhịp 2. Nhịp 4, thu chân trái về đứng thẳng, hai khuỷu tay co trước ngực. Nhịp 5, nhún gối, hai khuỷu tay co ngực, co trước ngực. Nhịp 6, bước chân trái sang trái, rộng bằng vai, người hơi thẳng, đồng thời vỗ tay trước ngực. Nhịp 7, nhún gối, tay giữ như nhịp 6. Nhịp 8, thu chân trái về đứng thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp. 8 nhịp lần 2 và 4, bước chân sang phải. Động tác 4, di chuyển tiến lùi. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, khép chân, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 1, bước chân trái lên, đồng thời hai tay gập ở khuỷu ngang vai. Nhịp 2, bước chân phải lên, đồng thời hai tay dang ngang. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4, bật nhảy và gập cẳng chân phải ra sau, hai tay dang ngang. Nhịp 5, 6, 7, 8 di chuyển lùi về sau, bước chân phải trước. Riêng nhịp 8 lần 2 hoặc lần 4 về tư thế chuẩn bị. Động tác 5, động tác phối hợp. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng. 8 nhịp lần 1 và 3, khuỷu gối trái trước. Nhịp 1, khuỷu gối trái, đồng thời đưa chân phải thẳng ra trước, tì bằng gót chân, hai tay gập ở khuỷu, bàn tay nắm hờ. Nhịp 2, thu chân phải về thành tư thế đứng thẳng, tay buông tự nhiên. Nhịp 3, như nhịp 1 nhưng đổi chân. Nhịp 4, như nhịp 2. Nhịp 5, bật nhảy, tất chân sang ngang, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 6, bật nhảy thu chân về, hà tay đánh chéo trước bụng, lòng bàn tay hướng vào thân. Nhịp 7, như nhịp 5. Nhịp 8, như nhịp 6. 8 nhịp lần 2 và 4 lặp lại như trên, nhưng đổi chân. Động tác 6, động tác bật nhảy. Tư thế chuẩn bị như tư thế kết thúc của động tác 5.
8 nhịp lần 1 và 3. Nhịp 1, bật nhảy chân phải chạm đất, đồng thời co chân trái ra trước, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, bật nhảy thu chân trái về, hai tay bắt chéo trước bụng, lòng bàn tay hướng vào trong. Nhịp 3, như nhịp 1, nhưng co chân phải. Nhịp 4, bật nhảy thu chân phải về, hai tay vỗ trước ngực. Nhịp 5, 6, 7, 8, như nhịp 1, 2, 3, 4. 8 nhịp lần 2 và 4, lặp lại như trên. Nhưng nhịp 8 thì vỗ tay trước ngực. Động tác 7, dầm chân tại chỗ, vỗ tay. Tư thế chuẩn bị như tư thế kết thúc của động tác 6. Động tác 8, hóp mở ngực. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay chéo trước bụng. 8 nhịp lần 1 di chuyển sang trái. Nhịp 1, 2, bước chân sang trái rộng hơn vai, khuỵu gối chân trái, tay trái ngang vai, bàn tay sấp, tay phải chất cao, đẩy hông sang phải, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, 4, thu chân phải về sát chân trái, hai tay bắt chéo trước bụng, lòng bàn tay hướng vào thân. Nhịp 5, 6, như nhịp 1, 2, nhịp 7, 8, như nhịp 3, 4, nhưng co hai cẳng tay. 8 nhịp lần 2, đứng tại chỗ đẩy hông. Nhịp 1, đẩy hông sang trái, đồng thời hóp ngực, đưa hai cẳng tay song song trước ngực. Nhịp 2, đẩy hông sang phải, đồng thời mở hai cẳng tay sang ngang, bàn tay hướng ra trước, xòe các ngón tay. Nhịp 3 như nhịp 1, nhịp 4 như nhịp 2, nhịp 5 như nhịp 1 của 8 nhịp lần 2, nhịp 6 như nhịp 2 của 8 nhịp lần 2, nhịp 7 như nhịp 3 của 8 nhịp lần 2, nhịp 8 như nhịp 4 của 8 nhịp lần 2. 8 nhịp lần 3 và 4 thực hiện như trên nhưng di chuyển sang phải. Động tác 9, động tác lưng bụng. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. 8 nhịp lần 1 và 2 di chuyển sang trái. Nhịp 1, 2, bước chân trái sang trái rộng hơn vai, hai tay chống hông, đồng thời gập thân ra trước, căng ngực, ngẩng đầu. Nhịp 3, 4, nâng thân lên thành tư thế đứng thẳng, thu chân phải về cùng chân trái. Nhịp 5, bật nhảy lăn chân trái ra trước, đồng thời đỉnh hai tay song song với chân, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 6, bật nhảy và thu chân trái về, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nhịp 7, bật nhảy đồng thời lăn chân trái sang ngang, hai tay chất dưới, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 8 như nhịp 6. 8 nhịp lần 2 và 4 di chuyển sang phải. Động tác 10, động tác bật nhảy. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1, bật nhảy, đồng thời tách chân, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 2, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, bật nhảy, đồng thời tách chân, hai tay đưa sang ngang, lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 4, như nhịp 2. Nhịp 5, bật nhảy chân phải chạm đất, đồng thời co chân trái ra trước, gập cẳng tay phải, tay trái đưa sang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 6 như nhịp 2, nhịp 7 như nhịp 5 nhưng đổi chân, nhịp 8 như nhịp 2. Động tác 11, động tác di chuyển chất trái, phải. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. 8 nhịp lần 1 di chuyển chất trái, lùi về sau. Nhịp 1, bước chân trái chất trái sang 45 độ, đồng thời hai tay đưa ra trước, ngang ngực, bàn tay sấp, chân phải duỗi mũi chân ra sau, trọng tâm dồn về chân trái. Nhịp 2, bước chân phải lên, đồng thời hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, trọng tâm dồn về chân phải. Nhịp 3, như nhịp 1, nhưng hai tay dang ngang. Nhịp 4, chân phải bước lên sát chân trái, đồng thời hạ hai tay xuống. Nhịp 5, đưa chân trái về sau, đồng thời hai tay đưa trước, bàn tay sấp,
Nhịp 6, đưa chân phải về sau, đồng thời đưa hai tay lên cao, bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 7, bước chân trái về sau, đồng thời đưa hai tay sang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 8, thu chân phải về cùng chân trái và hạ hai tay xuống. 8 nhịp lần 2, di chuyển như 8 nhịp đầu. 8 nhịp lần 3 và 4, di chuyển chất sang phải. Động tác 12, động tác nhảy tại chỗ. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nhịp 1, bật nhảy chân phải chạm đất, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau. Hai tay gặp ở khuỷu, bàn tay ngang vai, cẳng tay phía trước ngực. Nhịp 2, bật nhảy về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, 4 như nhịp 1, 2 nhưng đổi chân. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác 13, động tác chạy tại chỗ. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. Nhịp 1, chạy lăn chân trái ra sau, duỗi mũi chân, hai tay đánh tự nhiên. Nhịp 2, chạy lăn chân phải ra sau, duỗi mũi chân, hai tay đánh tự nhiên. Nhịp 3 như nhịp 1, nhịp 4 như nhịp 2, nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác 14, kiện từng gót chân tại chỗ. Tư thế chuẩn bị đứng thẳng, hai tay chống hông, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 1 kiện gót chân trái. Nhịp 2 kiện gót chân phải. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác 15. Động tác di chuyển ngang, chân bước chéo sau. Tư thế chuẩn bị đứng khép chân, hai tay chống hông, căng ngực, mắt nhìn thẳng. 8 nhịp lần 1 và 4 di chuyển sang trái. Nhịp 1, bước chân trái sang trái rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 2, bước chéo chân phải sau chân trái sang trái, đồng thời đan chéo hai cẳng tay trước trước bụng, bàn tay nắm hờ, căng ngực. Nhịp 3 như nhịp 1. Nhịp 4 như nhịp 2 nhưng vỗ tay. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng di chuyển sang phải. Động tác 16, động tác kết thúc. Tư thế chuẩn bị như nhịp 8 của động tác 15. Nhịp 1 bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. Nhịp 2 bật nhảy, đồng thời thu chân trái về, hai tay thả lỏng, chéo trước bụng, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 3 như nhịp 1 nhưng đổi chân phải. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4.